Con kính bạch sư phụ Thích Trúc Thái Minh, con đến từ Hà Nội. Con có câu hỏi mong sư phụ giải đáp giúp cho con ạ. Con luôn tin vào nhân quả nên con biết mọi sự đều do nghiệp của mình. Mặt con hiện nay nổi nhiều mụn, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân. Con đã đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Nên con muốn hỏi là mụn nổi như vậy là do con đã gieo nhân gì ạ? Và làm thế nào để con có thể tiêu được cái nghiệp đó ạ? Con thành kính tri ân công đức của sư phụ ạ. Bạn này chắc là còn trẻ, gửi câu hỏi. Câu hỏi này ấy, là thầy còn nợ từ đợt trước ấy, thầy vẫn phải trả lời nốt cho bạn ấy. Thì bạn hỏi về cái việc mà mặt có mụn, đủ các loại mụn, mụn bọc, mụn mủ, mụn nhân, nhất là tuổi trẻ bây giờ, cái tuổi dậy thì, 14, 15 cho đến 18, 20, hai mấy, là rất nhiều cái loại mụn nó phát sinh. Và thanh niên bây giờ thì có khi là nhiều mụn hơn thanh niên ngày xưa. Nó là cái tình trạng như vậy. Cho nên mới sinh ra rất nhiều những trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa đấy, và rất nhiều. Ngày xưa thì các cụ chả có spa, sờ biết gì, và tắm rửa thì nhiều khi thì kỳ cọ bằng sỏi với lại bằng than nữa. Thế nhưng mà các cụ da rất là đẹp, rất là trắng. Thanh niên bây giờ thì giữ da rồi thuốc nọ, kem kia, nhưng mà rồi vẫn cứ bị mụn rồi đu các thứ sinh ra. Nên nó làm sao? Thầy xin chia sẻ câu hỏi của bạn này và cùng với đại chúng. Trước hết thì thầy nói là cái nguyên nhân của mụn mà theo y học hiện đại bây giờ thì nó có do những cái yếu tố này. Một là do cái sinh lý nó phát triển đến cái tuổi dậy thì. Lúc bé thì gần như chẳng có ai có mụn cả. Nhưng bắt đầu đến cái tuổi dậy thì là khi mà các cái tiết tố, cái hormone về sinh lý, hormone sinh dục nó phát sinh, nó kích thích cái tuyến mồ hôi, thì tuyến thượng thận nó tiết ra nhiều cái chất, cái bã nhờn thải qua cái lỗ chân lông. Thế mà lỗ chân lông chúng ta mà lại bị bụi bặm hay bị này khác nó bít lại thì nó sinh ra mụn. Nó sinh ra cái mụn, nó bít lại đấy mà. Rồi nó bị nhiễm trùng, nó sinh ra mụn. Thì cái này là gọi là nổi mụn do sinh lý, do cái phát triển, do cái tuổi dậy thì. Thì cái này thì khá nhiều người bị, nhưng cũng có những người ta bị nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi, không ung nhọt lên khủng khiếp. Nhưng có những người thì rất là nặng. Thứ hai là do rối loạn chuyển hóa nội tiết, những cái chuyển hóa nội tiết nó bị rối loạn nó cũng sinh ra mụn nhé. Thứ ba là do mất ngủ và hệ tiêu hóa bài tiết không tốt. Người nào mất ngủ nhiều thì cũng sinh mụn, nghe không? Đây, do mất ngủ rồi cái hệ tiêu hóa không tốt, bị táo bón. Ai đấy mà ăn uống thế nào mà để táo bón liên tục là sẽ nổi mụn đấy. Rồi bài tiết không tốt thì cũng sinh ra mụn. Thứ nữa là do sinh hoạt không điều độ, ăn ngủ đều không điều độ thì cũng sinh ra mụn. Thứ năm là do ăn uống những cái chất không phù hợp, nhưng đồ cay quá, nóng quá, khó tiêu, chiên rán nhiều chất béo, những cái thứ mà khó tiêu này thì nó cũng sinh ra cái mụn đấy, đại chúng nhé. Cho người ta khuyên không nên ăn cái đồ béo, đồ chất rán nhiều. Tuổi trẻ thì lại rất thích ăn đồ béo, đồ rán, miền Nam gọi là đồ chiên đấy. Khoai tây chiên, thế rồi các thứ chiên là thích lắm, bánh rán các thứ là ăn rất thích. Thì ăn những cái đấy là nó rất dễ sinh mụn. Thế rồi những cái đồ cay, đồ nóng, tiêu, ớt, nóng. Thứ nữa là do nội tâm lo lắng bất an, khởi tham dục nhiều. Đó, cái nội tâm hay bất an, rồi hay khởi nghĩ về cái chuyện dục nhiều, nó cũng sinh ra cái mụn này. Thứ nữa là do dùng các hóa chất mỹ phẩm. Và cái cuối cùng là do môi trường ô nhiễm, ô nhiễm bụi bẩn các thứ. Đấy, như vậy nó có rất nhiều cái nguyên nhân để khiến chúng ta bị mụn. Đây là nguyên nhân về mặt y học hiện đại thì ta nói có những nguyên nhân vậy. Mà chúng ta thấy như vậy nó cũng khá nhiều nguyên nhân này. Mà chúng ta mà tìm cho hết, trị cho hết cũng rất mệt, không phải dễ. Thế còn Phật Pháp chúng ta thì chúng ta biết rồi. Đức Phật thì dạy chúng ta mọi cái đều có nhân có quả. Đời sống của chúng ta là nhân quả và nghiệp báo. Cái thân thể của chúng ta là tổng báo của vô số các cái nghiệp từ tiền kiếp cho đến đầu đời này.
nghiệp tiền kiếp, tức là kiếp trước, và nghiệp của đầu đời này cho đến hôm nay, mình tạo những cái nghiệp gì nó đều kết lại ở nơi thân chúng ta. Cho nên cái thân này là kết quả tổng báo của vô số nghiệp. Thân này đẹp hay xấu, da trơn láng hay sần sùi, đấy, chúng ta thấy con cóc đó, nó cũng là nghiệp báo đấy. Chúng ta thấy da con cóc có đẹp không? Chả có một con cóc nào da nó được phẳng phiu đẹp cả. Da con ếch nó còn phẳng phiu láng bóng, chứ da con cóc con nào cũng sần sùi, mới gọi là sần sùi da cóc. Có những người bị những cái mụn cơm đầy hết cả người, nó lại mọc dài ra trông rất là sợ. Không khác gì cái con gà Tây ấy, lại chúng nhìn con gà Tây ấy, cổ con gà Tây, mặt con gà Tây nó chi chít những cái mụn dài ra, rất là ghê. Đấy, thế nên là nghiệp báo. Cho nên thân tướng thế nào là có do yếu tố nghiệp báo. Đối Phật giáo mình chúng ta thấy cái điều đó. Kể cả mình sinh vào môi trường sống thế nào cũng do nghiệp báo của mình. Đó. Thế rồi tập tính của mình hay ăn cái này hay thích cái kia cũng là nghiệp đấy. Thế cho nên chúng ta thấy ảnh hưởng của nghiệp tới con người chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng chúng ta chỉ hơn con vật là chúng ta biết nhận thức và tu tập để chuyển được cái nghiệp này. Chúng ta phải trả nghiệp, nhưng chúng ta cũng có quyền chuyển nghiệp. Đấy. Cho nên nói đến cái chuyện xấu đẹp, ở xấu đẹp đây là gồm cả da rồi, cả mặt rồi. Mặt xấu, mặt đẹp, không? Mặt ngắn, mặt dài, mặt nọ, mặt kia, mũi hiêu, mũi vượn hay mũi gì không biết, mũi chim ưng, đủ các loại. Chúng ta thấy mỗi người một tướng, một diện khác nhau. Đức Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, hảo tướng trang nghiêm, uy nguy, rỡ rỡ. Hơn chúng ta thì đủ thứ, rất là xấu, không cái gì đẹp cả. Thì chúng ta biết là chúng ta lại có nghiệp nhé, không phải không có nghiệp đâu. Đó, thế thì liên hệ đối với bạn này thì thầy trước hết ấy, bạn phải xem là mình về mặt y khoa hiện đại ấy, thì mình thuộc cái bệnh mụn về cái gì đã nhé. Thế thì y khoa hiện đại người ta cũng có thể chữa được một số những cái mụn. Tất nhiên y khoa thì không thể chữa được bệnh nghiệp đâu, bệnh nghiệp thì phải tu tập thôi nhé. Thế còn nếu đây là bệnh do sinh lý, do những cái nguyên nhân về y khoa hiện đại ấy, thì có thể đã biết nguyên nhân thì có thể điều trị được nhé. Có thể nhờ các thầy thuốc, nhờ các bác sĩ điều trị cho. Đấy, thế còn ở đây thì thầy chỉ nói về cái chuyện do nghiệp về tâm linh của Phật giáo. Đấy, trong lịch sử Phật giáo có kể một câu chuyện, đó là câu chuyện về Ngọc Lâm Quốc Sư. Ngọc Lâm Quốc Sư kiếp trước là một chàng trai vô cùng xấu xí, cực kỳ xấu xí. Đến chùa làm công quả vì xấu quá, cho nên chỉ cho ông ở trong cái nhà mà để mà một cái phòng gần như đóng cửa suốt ấy, và giao cho ông một cái công việc là tối tối ra thỉnh chuông thôi. Nghe không? Và khi ông ra thỉnh chuông thì ông che kín mặt mũi vào. Đó. Thế và do ông xấu xí quá, ông rất là tủi thân, cho nên ông phát nguyện ngày ngày ông lễ Phật và ông sám hối, để nguyện cho đời sau thôi ông được thân tướng nó đẹp. Nghe không? Xấu quá trong tiền kiếp đấy. Thế và kiếp sau ông tái sinh ra thì ông đi tu và có cái pháp danh là Ngọc Lâm, và sau này trở thành quốc sư. Đấy, lại chúng cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến nỗi là cái nhà một ông quan lớn trong triều có cô con gái rất xinh đẹp gọi là Thiên Kim Tiểu Thư, tức là cô tiểu thư mà đáng giá nghìn vàng, gọi là Thiên Kim Tiểu Thư. Mà khi mà Ngọc Lâm đến lễ cho nhà ông quan này thì cô tiểu thư là nhìn thấy là chết mê chết mệt luôn, và nằng nặc đòi bố mẹ phải cho lấy bằng được Ngọc Lâm. Không lấy là không được, không lấy là cô chỉ có cách là chết thôi. Đó. Thế thế này chúng, và cuối cùng thì ông quan ông cũng đành phải đến thưa với Ngọc Lâm là làm bây giờ con gái tôi như vậy, thưa ngài làm thế nào. Đây là câu chuyện thì nó dài dòng lắm à. Thế, nhưng về sau thì Ngọc Lâm đã dùng cái tài đức của mình và chuyển hóa được cô gái đó, nghe không? Không để cô bắt mình phải làm chồng nữa, về làm chồng nữa. Đó. Thế thì câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư để nói chúng ta là gì? Đấy, từ một con người rất xấu, nhưng khi biết tu tập chuyển nghiệp thì sang kiếp sau trở thành người rất là đẹp. Đấy là câu chuyện kiếp trước và kiếp sau. Nhưng có rất nhiều câu chuyện ngay trong một kiếp này nhờ sự tu tập mà cũng chuyển hóa ngay. Đại chúng cứ để ý cho thầy mà xem. Có rất nhiều người trước khi biết đến chùa chiền, đi lễ chùa, lễ Phật ấy, rất là xấu, nhìn tướng rất khó nhìn. Nhưng sau 5, 7, 10 năm đi lễ chùa, lễ Phật, tu tập, tự nhiên nhìn cái mặt nó sáng sủa, phúc hậu hẳn ra,
trông là dễ mến ưa nhìn. Nghe không? Đấy là chuyển tướng đấy, chuyển tướng ngay. Trông cái mặt rất là hiền hậu, trước đây thì trông mặt gớm ghiếc, trông như là ác quỷ hiện hình ấy, không ai dám nhìn. Nhưng sau khi một thời gian đi chùa, tự nhiên thấy tâm tư nó mát mẻ, mặt mũi hiền hòa, dễ ưa, dễ nhìn. Đó, thế đấy là chuyển tướng đấy, ngay trong đời, ngay trong kiếp này. Nghe không? Mà thực sự thì Phật Pháp có rất nhiều phương pháp để giúp cho người ta chuyển hóa. Vì trong nhà Phật biết rất rõ là sao? Tướng tổng tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. À, tâm làm sao thì sinh ra cái tướng như vậy mà. Tướng tổng tâm sinh, do tâm nó sinh ra cái tướng. À, tâm mình mà láo liên, mà trộm cắp, gian dảo, ta hiện ra cái tướng mắt trước, mắt sau, gian dảo. Tâm mình mà trang nghiêm, đứng đắn, ta hiện ra con người, người ta nhìn thấy nó có oai đức trang nghiêm, nó rõ ràng. À, đấy, từ tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, nó đều hiện ra hết á, ở nơi cái tâm mình hết. Thế cho nên tại sao mà chư tăng chúng ta đi tu là phải tập oai nghi, rèn oai nghi, sửa oai nghi từng chút để cho nó sửa tướng rồi sửa vào tâm. Thế còn khi tâm đã được rồi, nó lại sinh ra cái tướng. Đó là nó có cái liên hệ rất biện chứng với nhau nha. Trong kinh Nhân Quả thì thường dạy thế này: nếu mà thường dâng hoa tươi cúng Phật và cúng chúng tăng, bố thí cho người nghèo khổ, thường làm việc thiện, thì người ấy sinh ra kiếp sau cũng được thân thể tốt đẹp. Hoa tươi dâng cúng Phật, kiếp sau được nhan sắc tươi đẹp. Hay bố thí cúng dường thức ăn đến Tam Bảo, đến chúng tăng, kiếp sau cũng được cái phước báu là thân tướng xinh đẹp. Đấy, có quả báu, cái quả phước nó sinh ra mình được đẹp đẽ, có sức lực, có sức khỏe. Đấy nhé. Thế trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thì Đức Phật nói có 10 cái nhân thế này để khiến mình sinh ra để có được cái sắc đẹp, và cũng 10 cái nhân dưới đây thì khiến cho mình mất đi sắc đẹp. Đây là 10 cái nhân để làm cho mình mất sắc đẹp, thầy nói trước, và làm cho mình xấu xí đi đấy nha. Thì bạn này nghe rồi mình sẽ sửa những cái tật xấu này. Đây là 10 cái nhân khiến cho mình bị xấu xí. Thứ nhất là hay phẫn nộ, tức là hay nổi giận, động một cái là nổi đóa lên, cáu giận tức tưởi. Thứ hai là ôm lòng ghét hận, ôm trong lòng thù hận mà oán ghét. Cái người mà cứ ôm trong lòng cái niềm thù hận oán ghét thì không bao giờ người ấy có thể tươi đẹp được. Thứ ba là dối láo mê hoặc người khác. Đấy, gian dối mê hoặc người khác. Thứ tư là não loạn chúng sinh. Mình ở đâu làm rối loạn chúng sinh ở đó, đi đến đâu, sống ở đâu là làm ở đó bất an, hay gây chuyện phiền phức, làm cho người này mâu thuẫn với người kia, gọi là náo loạn chúng sinh, hay là đánh đập chúng sinh đấy. Thứ năm, đối với chỗ ở của cha mẹ không có lòng kính yêu. Đối với cái nơi ở của cha mẹ mình không có lòng yêu mến, yêu kính nơi chốn. Thứ sáu, đối với chỗ của các bậc hiền thánh không sinh tâm cung kính. Đối với chỗ của các bậc hiền thánh, thầy lấy ví dụ giống như chùa chiền đây này, Tam Bảo, chỗ ở của chúng tăng. Chúng tăng là thuộc vào dạng người hiền rồi, còn tu tập đủ phước duyên thì chứng nên là thánh, gọi là chư tăng cũng là vào bậc hiền và bậc thánh. Cho nên nơi chốn của các bậc hiền thánh mà không sinh tâm cung kính, đến đất chùa chiền, già lam mà tịnh địa mà bất kính, mà làm những điều ô uế ở tại đất chùa, và đến chùa phóng uế, tiểu tiện bừa bãi, phun nước miếng rồi nhổ bã trầu bừa bãi, quẹt lung tung, giày dép đi lung tung, đều bất kính, thì cũng là cái nhân khiến cho mình kiếp sau bị xấu xí. Đó. Thứ bảy, xâm đoạt ruộng vườn sinh sống của các bậc hiền thánh, tức là chiếm đất cát của chùa bây giờ đấy, nói như thế cho dễ hiểu, đúng không? Thứ tám, làm mất ánh sáng đèn đuốc nơi tháp miếu của Đức Phật, làm mất ánh sáng nơi tháp miếu của Đức Phật, tắt đèn nơi thờ Phật, đúng không? Đó. Thứ chín, thấy người xấu xí thì hủy báng khinh chê. Nhìn thấy ai xấu xí mình khinh thường, mình phỉ báng người ta, chê bai người ta, nghe không? Này chúng nhớ nha, người ta xấu là người ta đã khổ lắm rồi, phải không? Cái người mà mang thân tướng xấu xí họ khổ, họ tủi thân lắm, không muốn đi đâu, mỗi lần soi gương là thêm một lần khổ đau, thực sự là rất khổ, phải không? Ai có người thân anh em chị em mà nó xấu xí biết tâm nó khổ lắm, thực sự nó không muốn nhìn thấy cái gương đâu, mà ra soi gương là nó rất khổ. Soi gương thì người ta vui, mình soi thì mình khổ thêm.
thấy mặt nó nhăn nheo xấu xí các thứ, chán lắm, phải không? Nó họ đã rất khổ, bây giờ mình lại còn vùi cho họ khổ thêm. Đi ngoài gặp họ mình chỉ trỏ chê bai, cười chê, làm cho họ đau khổ thì mình sẽ mắc quả báo xấu xí, thưa đại chúng. Thứ 10 là tập các hạnh ác, tập và học theo các hạnh ác nha. Ở đời lại có cái dạng người rất đặc biệt, cái hay cái tốt không học, đi học và bắt chiếc những cái điều xấu. Đấy, như ở quê thầy ngày xưa, thầy có nghe câu chuyện có cái bà này lại đi học cách chửi nhau, học chửi làm sao gọi là chửi, người ta gọi là chửi vắt nóc lên, chửi móc mồm móc mả lên ra thì mới được, đi học cách chửi. Và bà nghĩ là chửi như thế, giỏi như thế mới là hay, phải chửi có bài có bản, mà chửi là có trật tự tôn ti luôn ấy. Chửi từ trên xuống dưới, chửi từ đầu mà chửi lên đại chúng. Đấy, nó có cái kiểu này đi học cái đấy. Đấy, chứ không phải là chỉ học cái hay, bây giờ còn đi học cái dở, học những cái điều ác điều xấu, học những cái hạnh ấy đại chúng đấy nhé. Cho những cái người mà đi học những cái điều xấu á, dạy nhau cái ăn cắp, học nhau ăn cắp móc túi, mà dạy nhau cách chơi cờ chơi bạc, dạy nhau cách hút cách chích, dạy nhau cách tán gái bậy bạ, trêu chọc lung tung, toàn những học những cái bậy đấy thôi, thì chắc chắn người ấy sẽ bị xấu xí, không thể tránh được cái quả báo xấu xí. Đó, đấy là 10 cái nhân, mà cái nhân cơ bản. Đức Phật dạy 10 cái nhân này, nếu ai phạm phải thì chắc chắn thân tướng sẽ xấu xí kiếp này và kiếp sau và nhiều kiếp sau. Thế còn đây là 10 cái nhân khiến cho chúng sinh được quả báo đoan chính đẹp đẽ này. Một là không sân hận, hai là cúng dường bố thí quần áo vải vóc đến chúng tăng. Bố thí quần áo cho người nghèo khổ, cúng dường y áo đến chúng tăng. Ba là thương yêu cha mẹ. Bốn là tôn kính các bậc hiền thánh. Đấy, tôn kính như lúc nãy Thầy chia sẻ với đại chúng bài pháp vừa nãy đó. Biết tôn kính các bậc hiền thánh, đảnh lễ chúng tăng, cung kính chúng tăng, được vô lượng phước báu. Trong đó có một cái phước báu đẹp đẽ, như là cái cô thiên nữ đấy, cô sinh lên cô rất là đẹp đẽ. Thứ năm là tu bổ sơn thép tháp thờ Phật. Đấy, tu sửa tháp thờ Phật, chùa chiền đấy này. Đến chùa chiền thấy chùa chiền hư dột, mục giã mình phát nguyện cúng dường tu bổ xây dựng sửa sang sơn thép. Thứ sáu là lau quét từ đường. Đấy, lau quét từ đường, những cái chỗ thờ cúng tổ tiên là từ đường đấy, ở tại gia đấy. Thế còn nếu đến chùa biết quét đất chùa nữa, quét đất già lam. Chúng tăng nhớ cái câu bài kệ đấy, cần tảo già lam địa đấy, thời thời phước tuệ sinh, tuy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Thời thời thường quét đất chùa, quét đất già lam, thì dẫu rằng không có người hay không có ai đến chơi cả, giống như đang Covid này này, chùa mình đang Covid này không có ai, không có khách gì cả, nhưng mà mình vẫn quét đất chùa. Vì sao? Vì tuy vô nhân khách trí, nhưng diệt hữu thánh nhân hành. Tuy rằng không có người thế gian họ đến chơi, đến thăm chùa, nhưng có những bậc thánh nhân, chư thiên, chư thần, họ đến, họ đi ở trên đất này. Cho nên chúng ta quét đất chùa, chúng ta vẫn được phước tuệ thường sinh ra. Đó, thế mà, chứ không phải chuyện thường. Cho nên mọi người đừng có lười. Cái cây chổi ở trên chùa là cái cây sinh ra phước cho mình đấy. Nghe không? Bản thân sư phụ ở trong thất thì cũng vẫn thế, cứ cầm chổi một quét, bòn phước đấy. Chứ đừng nghĩ phải đi quét đất chùa là cái khổ nhọc lắm đâu, bòn phước đấy. Lên chùa, ở chùa là phải biết bòn phước. Thứ bảy là lau quét già lam. Thứ tám là lau quét tháp Phật. Đấy, cái việc lau quét tháp Phật đẹp đẽ đấy. Trong một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca thì Ngài có một người con. Người con này sau này thì đi học rồi ở xa. Trong khi đi học, người con ấy lại gặp mấy vị đạo sĩ. Mấy vị này là các vị Phật độc giác. Thế là người con này phát tâm xuất gia theo các vị Phật độc giác tu tập, và cũng chứng quả thành một vị Phật độc giác. Và sau đó thì vị ấy là viên tịch. Chứ sau đó thì người cha mới đi tìm, tìm ra thì đến nơi thì biết là người con mình viên tịch rồi, và cái tháp của người con ở chỗ đấy. Thì người cha rất là thương xót. Đi đến đấy thì thấy cái tháp bên xung quanh nó đất bụi nó bám vào. Thế là người cha mới cởi cái áo của mình ra lau quét cái tháp ấy để cho nó sạch. Mà tháp ấy chính là con của mình. Người cha chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Đó. Và do cái công đức lau dọn cái tháp Phật độc giác ấy, mà bao nhiêu kiếp sau, người cha này sinh ra đều được thân tướng rất là đẹp.
và được những cái sự đón tiếp vô cùng long trọng. Đó, đấy là phước báu đấy. Đấy, thì trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca có rất nhiều cái sự đón tiếp. Khi mà cái kinh thành Vesali nó bị đại dịch như giống như Covid của mình này này, tổ chức đón Đức Phật ấy, họ làm long trọng vô cùng luôn. Nghĩa người ta gọi là long trọng cực kỳ luôn. Và hỏng đấy, Đức Vua Bình Sa cho bao nhiêu voi ngựa để đưa đoàn, tiễn đoàn. Thế rồi dân chúng dọc đường họ kính đón Ngài cực kỳ long trọng, đều từ cái phước quả do Ngài một tiền kiếp Ngài chùi quét cái tháp của Đức Phật Độc Giác đấy, thưa đại chúng. Hay vậy đó. Đấy. Thứ 9, thấy người xấu xí không tâm khinh khi mà có lòng cung kính. Đấy, là như vậy. Thứ 10, thấy người đoan chính đẹp đẽ, biết rõ nhân đời trước, cảm nên. Thấy ai người ta đẹp đẽ thì mình biết người này có cái kiếp nào đó, một đời kiếp trước đã có gieo một cái thiện nhân nào, nên bây giờ thân tướng người ta được đẹp đẽ trang nghiêm. Nghe không? Mình không có ghen tị, mình không có nói xấu hay là phỉ báng. Đó, thấy người xấu mình không chê, thấy người đẹp mình không ghen ghét, không ganh tị. Đó, thì 10 cái nhân này là mình sẽ được đẹp đẽ. Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ về góc độ tâm linh Phật Pháp để cho bạn này tự kiểm lại mình, xem mình có phạm phải 10 cái nhân xấu kia không, và mình đã làm được cái điều gì trong 10 nhân tốt này. Đó, thì mình nhân xấu mình phải bỏ, nhân tốt mình phải làm nhé. Thế rồi mình chịu khó lễ Phật sám hối cái nghiệp ác tiền kiếp, chịu khó lễ Phật sám hối nghiệp ác tiền kiếp, đồng thời làm nhiều việc thiện vào cho Thầy nhé. Đấy, dâng hoa tươi cúng Phật, quét đất chùa tháp, cung kính chúng tăng, tất cả những cái đó đều giúp cho mình gieo được cái nhân đẹp. Mà nếu mà chúng ta làm mạnh thì ngay trong kiếp này nó chuyển hóa, có thể ngay trong kiếp này chuyển hóa. Tại chùa mình thì cũng đã có rất nhiều câu chuyện, có những người mọc mụn rất là to nhưng do phát nguyện tu tập mà trong một thời gian ngắn chuyển hóa luôn. Đấy, những cái chuyện, cái u gọi là giống ung bối đấy, thế mà còn chuyển. Thế thì những cái mụn kia Thầy nghĩ nếu tu tập đúng và sống điều độ chắc chắn nó sẽ chuyển. Sống điều độ cũng là tu đấy nha. Yeah.